Chiều mùng 5 tháng 1 năm 2023, Hội đồng nhân dân xã Chí Nang khóa 20 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Kỳ họp đã thông qua báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Thông qua các báo cáo của ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, báo cáo của tổ đại biểu hội đồng nhân dân huyện về kỳ họp thứ 10 hội đồng nhân dân huyện khóa 20 và các tờ trình của ủy ban nhân dân xã. Theo đó, năm 2022 tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn xã Chí Năng cơ bản ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản được chú trọng. Bên cạnh các diện tích trồng lúa nước và các cây trồng truyền thống, xã đã triển khai trồng dược liệu với trên 7 ha, xoài keo 5 ha, chanh leo 3,5 ha tổng đàn gia súc gia cầm tăng so với cùng kỳ. Trong năm đã khảo sát thực hiện thẩm định phê duyệt hai gia trại quy mô lớn. Thương mại dịch vụ đạt được kết quả tích cực, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Trong năm thành lập mới hai doanh nghiệp đạt 100% kế hoạch. Du lịch từng bước có sự chuyển biến về cách thức, dịch vụ, cơ sở vật chất được đầu tư, giáo dục y tế được quan tâm chú trọng, chất lượng giáo dục được nâng lên, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh được cải thiện. Các chính sách an sinh xã hội, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Năm 2023, xã Chí Năng đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2023, trong đó tập trung vào các mục tiêu phát triển sản xuất nông lâm nghiệp dịch vụ, thu hút đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khu du lịch sinh thái Thác Ma Hao, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay. phấn đấu thu nhập từ dịch vụ thương mại là 6 tỷ đồng, tăng thu ngân sách đạt 11,1%, thu nhập bình quân phấn đấu đạt 40 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10%. Phấn đấu có 85% gia đình đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, đẩy mạnh ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã xã hội và nâng cao đời sống nhân dân nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đảm bảo quốc phòng an ninh giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã